Hai anh em, hôm nay em giới thiệu với anh em xem một bộ combo hàng nhập Mỹ nha anh em. Hàng mới 100%, nguyên siêu nguyên kiện luôn anh em ơi. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Combo này là 3698-24MT. Đó, sẽ gồm một cái khoang 2904-20 và một pin 2 output IC6.0M18 và một máy bắn vít 2953-20 và pin M18 2 output CB3.0 dòng pin nguồn xả cao, với một cây máy cắt rung mã số 2836-20 và một cây đèn pin và một cái sạc và một túi xách nha anh em. Máy cắt rung sẽ có phụ kiện kèm theo là lưỡi cắt với đế chà nhám. Đây là thông số các sản phẩm nè anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 món. Đó. Pin Red Lithium 2 output 3.0 6.0 anh em. Hàng mới 100% nguyên siêu nguyên hộp. Rồi, đây nguyên siêu à, cắt siêu anh em. Đó, với sau thì có phần thông tin thông số kỹ thuật của các sản phẩm. Đây là thông số kỹ thuật của máy khoan, thông số kỹ thuật của máy bắn vít và thông số kỹ thuật của máy cắt rung và máy cái cây đèn pin. Rồi, đây là thông số kỹ thuật anh em xem tham khảo ha. Máy bắn vít thì lực mạnh 226 N. Máy khoan lực mạnh 158 N. Máy cắt rung thì vòng tua lực vòng tua tối đa là 20.000 vòng với 10 cấp độ và cân nặng khoảng 1,2 kg. Rồi, ok, phù hợp cho anh em coi nha nào. Rồi, khui siêu. Cắt siêu, chốt đơn. Rồi, hàng mới 100%, nó sẽ nằm trong cái túi xách nha anh em. Đây, túi xách như vậy. Đó. Rồi, cái thùng đẩy vào một bên nha. Rồi, túi xách ra. Rồi, đây. Túi size M18, túi này có kích thước là dài 43, chiều ngang là 25, chiều cao là 27 nha anh em. Đó, cũng khá là nhiều đồ trong đây anh em. Đó, túi rộng ghê luôn á, đựng nhiều đồ đầy nhóc luôn nè. Còn chỗ để luôn nè anh em. Rồi, đây là các sách hướng dẫn giới thiệu máy 300 sản phẩm và 2904, 2903. Đó, fan gen 4 sạc và sách hướng dẫn 2953 và sách hướng dẫn đèn cái máy cắt rung. Không có đèn chiếu sáng. Điện sáng có luôn. Đây. Có sách hướng dẫn đèn chiếu sáng. Rồi, đây là một cục pin nguyên siêu, nguyên bọc. Đó, hàng trong combo chưa sạc lần nào, chỉ có một mức pin thôi. Hàng mới 100%. Đó, đó là một cục pin. Và đây là một cái đèn. Cái đèn chiếu sáng có thể gập lên gập xuống như vậy. Cái đèn này thì khoảng 550 anh em. Đèn chiếu sáng ha, đèn pin đó anh em. Có tay sách để ngang gì móc treo. Rồi chân binh M18. Đó, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, sản xuất Made in China. Rồi, đây thì cái hộp này sẽ có một cây tay cầm của máy phan. Đó, một cây tay cầm của máy phan 2904. Và đây thì là một cây máy cắt rung. Đây là một cây máy cắt rung. Đó, nguyên siêu nguyên bọc anh em. Rồi, máy cắt rung có 10 chế độ tốc độ. Đó, dặn chỉnh chân M18, động cơ không chổi than, con ốc xí cắt rung, thao tác rất dễ dàng, gắn lưỡi rất dễ dàng. Và động cơ không chổi than, ba đèn chiếu sáng. Cái chỗ này mình mở lên mình gài lưỡi anh em. Đó, công tắc. Rồi, mã số 2836-20, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, Made in Việt Nam xuất Mỹ. Đó, rồi, cái máy cắt rung. Rồi, đây là miếng giấy không, lấy ra ngoài. Rồi, bên trong túi này, đó, có một cái đế nhám của máy cắt rung nè. Rồi, có một cái lưỡi cắt rung cắt gỗ nè. Rồi, đây là một cây bắn vít 2953 nè. Động cơ không chổi than, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, mã số series M67AF 23140911. Đó, hàng Made in Việt Nam xuất Mỹ 2953. Đó, cái này mới 100%. Đó, nguyên siêu ha anh em. 4 cấp độ điều chỉnh lực, lực mạnh 226 N. Rồi, đây là cái khoang. Đây là cái khoang 2904-20, hàng mới 100%, đựng trong túi xách, hàng combo. Đây, cây này thì Made in China xuất Mỹ, sản xuất China xuất Mỹ, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, có mã số series M64AD
21 23 18 0 03 35, 2904-20, lực mạnh 158 N, và cái này đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, có chức năng chống giặt, bảo vệ cổ tay, có búa để phân tường, pha mi tông, phan gỗ, phan sắt nữa nè. Rồi, ok. Đây thì đây là cục pin 6, cục pin 3 mình vừa xem rồi. Đây là cục pin 6. Em cắt hộp ra, anh em chiêm ngưỡng thử ha. Rồi, xem thử. Đây là cục pin 6. Rồi, M18 2 Outboost XC6.0. XC6.0. Đây là cục pin 6, nguyên siêu, nguyên bọc luôn. 6.0, hàng nguyên siêu. Rồi, đó, nguyên siêu luôn. Rồi, đây là cái sạc. Đây là cái sạc. Đây, sạc ha, sạc nguyên zin. Sạc này Made in China, xuất Mỹ, có chứng nhận UL. Rồi, và bên trong đây là một cái túi sách này nè. Túi sách to lớn ha. Rồi, ok, đó là túi sách. Rồi, sẵn em khui đây thì có anh khách đặt hàng. Anh khách ở Hồ Chí Minh. À, ship hàng cho anh khách luôn. Anh Hiếu ơi, đây, túi M12 á. Đây, túi M12. Rồi, đây là phan em mới khui combo ra luôn anh trai ơi. Hàng mới chầm chầm nha anh. Rồi, có móc treo ha. Chỗ bác em vít thì hàng Mỹ không cho anh ơi. Này, Made in China nha. Số series cái này 03035 2904-20. Cái này khui ra cũng khá đẹp luôn anh ơi. Khá đẹp, gắt bảnh gà đẹp trai luôn nha. Rồi, đây thì có cục pin luôn. Đây cục pin khui ra là có video quay lại rõ ràng ha. Hàng mới 100% luôn nha. Rồi, vô hộp đây. Rồi, hàng mới 100% đây. Rồi, này anh Hiếu đặt ha. Rồi, chụp đơn. Và đây là cây tay cầm trợ lực kèm theo máy luôn nha anh trai ơi. Rồi, ok, đóng gói shop, gửi hàng cho anh Hiếu ha. Rồi, ok. Rồi, chốt đơn vậy đó anh em. Có anh khách đặt máy phan pin 6 với túi sách. Rồi, đó. Rồi anh em muốn mua máy gì có bán máy đó nha anh em. Có bán lẻ đủ thứ luôn. Rồi, ok. Thì đây tiếp theo chốt đơn cho anh hỏi nha. Rồi, em lên video luôn, khui hàng luôn anh ơi. Hàng mới 100% nguyên siêu, mã cưa kiếm 2719-20. Đây là mẫu cưa kiếm nha anh, loại nhỏ gọn, cầm một tay, thao tác dễ dàng. Đây là phần thông số kỹ thuật của máy ha. Máy có độ sọc cưa đó là 22.2 mm, tốc độ 3000 vòng, chiều dài là 355.6 mm, cân nặng 1,85 kg. Rồi, đây là phía sau ha. Đó, nguyên hộp nè, khui ra nè. Lên video cho anh em khác có cần mua sản phẩm cưa kiếm thì liên hệ đến em nha. Đây, đây có hàng hàng nhập Mỹ và hàng chính hãng luôn. Chính hãng sẽ được bảo hành 1 năm nha anh em. Rồi, đây, hàng Mỹ thì giá nó mềm hơn. Đây, khui hàng mới 100%. Đây, cưa kiếm nè. Đó, cưa kiếm nha anh em, loại thể loại cầm một tay ha. Đây, cưa kiếm. Rồi, động cơ không chỗ than, mã số 2719-20, hàng xuất Mỹ, có chứng nhận UL. Rồi, đây là chỗ để mình gắn lưỡi nè. Rồi, cái này có thể điều chỉnh lên xuống khi mình thao tác cưa, có đèn chiếu sáng. Rồi, chỗ chân binh. Đây thì cách gắn lưỡi là anh em có cái đấm tròn nè, dặn ha, dặn hết cỡ luôn. Đó, dặn hết cỡ luôn. Rồi để cái lưỡi vào cái khe, có cái kẽ nè. Đó, để vô rồi buông này ra. Đó, vậy là nó sẽ gài lại thôi. Rồi, em gắn pin vô test thử. Đây là lưỡi cưa kiếm Dialo ha, lưỡi có găng hợp kim anh em, găng cẳng hợp kim ha. Cưa kiếm thao tác nè, dài 2 tấc 3, cắn vô chắc còn cỡ 20, cưa ống nhựa, ống mũ đồ cỡ 160-200 đồ được nha anh em. Động cơ không chỗ than, cưa sắt rồi ok, cưa ống nhựa rồi ngon lắm. Rồi ok. Máy này cắt xúc xích rồi em lắm nha anh em. Cưa xương bò rồi em lắm nha anh em. Đó, cưa xương bò rồi cũng đã lắm.
Rồi, ok, cảm ơn anh em xem video. Hai anh em, hôm nay em có về sản phẩm này là có một anh trai đặt hàng. Nay em về anh trai ơi. Em về rồi, em quay video cho anh em mọi người xem tham khảo nha. Rồi, kiểm tra sản phẩm hàng của anh là về đặt số lượng về đủ luôn. Rồi, hàng mới, tem mát đồ đầy đủ nha. Đây là những cái sọt cái gỗ của Milwaukee Back Out chứ không phải là mấy cái sọt đồ chợ đâu nha anh em. Sọt ha, khi găng khía đồ găng guốc đồ ghê ha. Nó có cái chế độ chịu lực chống sốc anh em. Phía sau có ngàm gài vô cái đế treo tường Milwaukee Back Out nha anh em. Đây là Milwaukee Back Out cái đế treo tường ha, đây là dặn mở nè. Đó, đây dặn qua đây thì nó phá nè. Nè, quay qua phía sau cho anh em coi ha. Cơ chế nó gì nè. Đó, nó bẹt nó gài vô cái ngàm á anh em. Đó. Đây. Rồi. Đây thì nó hai bên nó chịu lực, một bên này thì vô ngàm, còn bên đây thì chốt khóa. Đó, dặn mở ha. Hay sọt này hàng về 11 cái. 11 cái gỗ à. Gỗ này đựng đồ anh em. Đây, nó chắc chắn dày dặn. Cái này có mã là 4822 8342. Này anh em có thể đựng những cái đồ nè, nè, hãng nó niêm yết nè anh em. Bao tay, mũi vít, chai dung dịch rửa vệ sinh. Rồi, cái này anh em có thể là để ba phụ kiện pin, sạc đồ máy rồi anh em. Treo đồ nghề Milwaukee Back Out đồ chơi. Đó, rồi sọt. Này đây là những cái như cái mâm ha. Đây. Cái này như cái gỗ vuông đi. Này anh em có thể đựng là mũi vít, rồi đồ ốc vít đồ ha. Đó, đựng cái gì tỉ luôn. Anh em đựng vàng, đựng tiền đồ cũng được ha. Rồi phía sau thì có những cái móc ngàm khóa gì ha. Đó. Đó, dặn khóa gì. Nè. Treo lên những cái đế Back Out bắt vô tường nha anh em. Đó, treo những cái đế này nè. Milwaukee Twin, hàng mới Milwaukee Back Out. Đó, cái này thì 6 cái. 6 cái nha anh. Này 6 cái mấy cáo. Rồi. Ở đây thì về những cái móc nhỏ luôn. Đây có những cái móc nhỏ nè. Rồi, nhỏ này ha. Móc nhỏ này là 9 cái. Này có mã là 4822 8328 4 inch. Này có thể treo mỏ lết nè, băng keo và móc khóa, kéo, kìm. Đó, cơ chế dặn khóa gì. Đó, rồi này 9 cái anh trai. Sản phẩm tem mát đầy đủ ha, móc inox luôn, inox chẳng từ ha, inox Milwaukee trọng tải cỡ 6,8 kg. Này về 9 cái. Rồi cái này nữa. Rồi này có móc chữ S luôn. Này hãng ghi là để máy cắt cỏ, len xẻng và cây lăng, dây hơi. Đó. Cái này thì một cái. Này về một cái. Ở đây thì 4 cái, đây 5 cái là 9 cái nè. Ta 9 cái móc này. Này, 9 móc này. Treo lên gì? Đó. Rồi. Đây thì cái đồ này để dắt kiến, mũi khoan, máy khoan, rồi dao hộp giấy, rồi thước. Này treo lên gì nữa nè. Đó, treo lên gì mình dắt lên đây ha. Đó, đầu dắt ở đây bấm bóng đẹp ghê ta. Đó, đây sau thì có những móc ngàm như vậy. Đó, móc ngàm khóa lại ha. Đó, ok. Rồi ba cái. Rồi nhau đủ hàng này, sọt gỗ ha. Đó, gỗ vuông. Rồi đây thì là cái hộp, hộp để mình để lên đây. Đó, như vậy mình đựng ốc vít. À, ba đồ phụ kiện. Đó. Rồi ok. Rồi cảm ơn anh trai đã đặt hàng. Em xin phép quay video cho anh em xem nhiều đây ha. Rồi anh em cần quan tâm đặt hàng những sản phẩm đồ phụ kiện Milwaukee Back Out để treo đồ nghề đồ lên đó. Đó, treo lên gì mình đặt hàng nha anh em. Có rất là nhiều mẫu, còn nhiều mẫu nữa. Rồi sẽ lên đơn tiếp nha anh trai. Rồi đặt hàng túi đồ, túi sách top bill, máy cắt rung, máy bấm vít,
máy bắn bê tông, túi xách, máy thổi lá, máy hút chân không, loa nghe nhạc, phan bê tông, thùng Milwaukee Blackout. Rồi. Đây là cái đèn chiếu sáng của Milwaukee, xài chân pin 18V, cho đèn pin đó anh em, dạng mẫu đèn pin, có thể là đè về chỉnh thẳng và chỉnh vuông góc như vậy ha. Đó, đèn ánh sáng màu vàng. Cái này hàng mới 100% nha anh em. Hàng mới giá là khoảng 550 một cái nha. Có cái chỗ để mình móc treo nè nè. Cái này là cái móc treo mình dỡ lên ha. Mình móc treo, mình treo cái đèn. Đó, treo cái đèn lên gì. Mini quá ha. Rồi, ok. Đó là 900 cho cái đèn chiếu sáng nha. Rồi, đây là cây phan gốc, giá là 900.000. Phan gốc có than, đầu kẹp autolock bằng nhựa 10mm, có đèn chiếu sáng luôn, bóp cò máy chạy luôn ha. Hàng xuất Mỹ, có chứng nhận UL, mã số là Cardno 2415-20, xe pin 12V nha anh em. Phan gốc ha, phan trong kẹt đồ là ok, 900k nha anh em, hàng mới nha. Cây máy cắt mini, máy cắt mini chạy siêu im luôn, im như chó thở luôn ha. Rồi đây, cái này nó chạy vòng tua 20.000 vòng mà nó dừng lại một cái, một dừng liền luôn anh em. Rồi cái này đó là nó có con ốc xiết lưỡi đá cắt ha. Nó máy có kèm theo phụ kiện là ba cái lưỡi cắt và một cái chụp bảo vệ, mã số là 2522-20, hàng được sản xuất ở Mexico, hàng xuất xuất qua Mỹ, có chứng nhận UL. Đây, cái này đá cắt nè anh em, đó cắt gạch, cắt đa năng và cắt sắt ha. Cái chụp bảo vệ, đây là chụp bảo vệ nè, rồi với có một con miếng lông đền để xây cua luôn đó. Khi mà lạc mắt mình có một cái để mình thay thế vào nha anh em. Xài pin 12V, động cơ không trở than. Máy chạy im ghê luôn em ơi, chạy 20.000 vòng, chạy vòng tua trái phải luôn ha. Chạy R chạy xuống và F là chạy lên ha. 20.000 vòng. Quá im luôn. Rồi cái máy cắt này anh em mua cả bộ máy pin sạc á thì khoảng 3.4 triệu. Thân máy thì 2.6 triệu. Rồi, còn đây là máy cắt của Makita. Em lên cây máy cắt Makita xài pin 18V, cò trượt đẩy phía bên trên. Máy hàng xuất Mỹ, xài cốt đá 120, mã là Makita XAG04, hàng xuất Mỹ, có chứng nhận UL, Made in China, xuất qua Mỹ. Máy động cơ không trở than, hàng mới và tem niêm phong, xài pin 18V, có đèn báo pin ở trên luôn ha nè. Đó, máy chạy hoạt động rồi là ok. Vòng tua tối đa là 8.500 vòng cho cái máy mài, máy cắt cầm tay ha. Máy sẽ được đựng ở trong hộp anh em, và có đầy đủ phụ kiện chụp bảo vệ và tay cầm ha, và với hai miếng đá, miếng đá cắt và miếng đá mài nha anh em. Rồi, và đây là cây máy mài của Milwaukee. Cây này thì giá khoảng 2.3 triệu nha anh em. Cò bóp ha. Cái này thích hợp cho anh em sử dụng tay trái nè. Đang cầm tay trái anh em bóp cò nó ngay ngón cái nó thuận lợi ha. Đó, nó thao tác nhanh luôn, bóp ngay ngón cái. Này là có thắng, dừng ngay lập tức nha anh em. Xài cốt đá 120 nha, hàng Mỹ á. Xài cốt đá 120, đầu nhông nhỏ gọn là mẫu đời mới nha anh em. Đây, cái này ha, động cơ không trở than. Hàng này hàng khách gửi bán nha anh em. Anh khách gửi bán cái thân máy ha. Cái này thì 2.3 triệu cho anh em ha. Rồi, anh em cần thì liên hệ em nha. Rồi, đây là cây cưa kiếm. Cưa kiếm mạnh trâu bò luôn anh em ơi. Mẫu này là động cơ không trở than, fuel với là xài pin M18. Đó, pin anh em có thể sử dụng pin ở nhà mình ha. Mình có pin sạc rồi mình mua thân máy thôi nè. Hoặc anh em nào chưa có thì mình mua máy pin sạc. Cây này thì 2.2 triệu cho một cây máy này nha anh em.
đang sử dụng cưa gỗ cưa sắt rồi là bá cháy luôn á. Mã số là Casno 2821 nha anh em. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL luôn. Rồi, châu bò luôn ha. Rồi, đây có quạt gió của hãng LED nha anh em. Động cơ không chổi than, bớt lại xa. Đó, động cơ không than luôn. Và cây quạt này là có thể vặn cái nút điều chỉnh là nó từ ha. Muốn vặn từ từ thì quạt nó sẽ hoạt động từ từ nha anh em. Nó giống như điều tốc vậy đó. Hết cót luôn thì vặn hết bật luôn. Ở nghe tiếng gió cũng hù cũng khá là mạnh đó anh em. Quạt này là động cơ không than, kích thước lồng cánh quạt là cỡ 23 cm ha. Và cây quạt này có thể cắm điện tai xi nha anh em. Đó, tai xi ha. Đó, như sạc iPhone 15 vậy đó. Rồi, đây là nút đèn báo binh. Đó, đèn báo binh. Quạt có thể điều chỉnh lên xuống như vậy anh em. Đây, quạt phải điều chỉnh lên xuống như vậy. Hàng mới 100% nha anh em. Đây là chỗ gắn cục binh ha. Mình có thể cắm điện được luôn anh em ơi. Chỗ này là chỗ mình cắm điện nè. Đó, chỗ cắm điện ha. Đây, gắn cục binh vô đây. Gắn gài vô. Cái này có thể là mình kéo ra, mình có thể là treo lên trần ha, hoặc là treo lên cây kèo, cây xiên nào đó, mình quạt xuống anh em. Đó, anh em làm việc tùy cơ ứng biến, tùy cái chỗ để mình treo. Còn đây để cục pin vô ha. Này, quạt này có mã số là FX5471, có thể cấp điện từ 100 đến 240V. Rồi pin 24V tai xi ha, sạc điện thoại nguồn ra là 5V, map là 2.1A. Đó, đây nè anh em. Đó, nó hiển thị cái thông số ha. Rồi, đây thì quạt này tay sách thì cân nặng khoảng 3kg anh em. Mát ghê luôn anh em ơi. Còn dưới đây là quạt của Milwaukee, hàng chính hãng AF ha anh em. Quạt Milwaukee. Rồi, đây thì em giới thiệu với anh em những bộ vít. Đây là bộ vít tổng cộng là 40 món, có mã là 4006 nha anh em. Có gồm 3 cái mũi khoan và cái đầu nối vít dài khoảng 6 cm, và đầu chuyển từ vít sang bu lông 3/8, và thêm một cây lớn nữa là từ vít sang bu lông 1/2. Và trên đây thì có những mũi vít đầu vuông, đầu sao, đầu dẹp, đầu lục giác nha anh em, 3 cm mình có thể gắn vào cây nối này. Và đây là những mũi vít 5 cm Milwaukee. Đó, đây là những bộ vít này ha. Thì giá khoảng 750 nha anh em. Giá khoảng 750 cho bộ vít 40 món. Nó sẽ có đầu bắn ton nè, chân lục giác 6 ly, 8 ly và 10 ly nha anh em. Đầu ba ke BH1, BH2, BH3 rồi luôn ha anh em. Đó, đây là những cái đầu 5 cm, BH2, BH3, đầu vuông, đầu sau, đầu dẹp luôn ha. Rồi, bộ này 750 nha anh em. Rồi, đến với bộ này thì 600 anh em ơi. Bộ này 45 món mà 600, không có mũi khoan nha anh em. Không có mũi khoan, với không có cái đầu chuyển từ vít sang đầu 1/2, và với đầu bắn ton nó thì nó sẽ ngắn hơn. Đầu bắn ton nó sẽ không có gài được vào máy ha. Đó, nó chỉ gắn vào những cái đầu kết nối cây nối 6 cm hoặc là 15 cm này thôi. Những đầu vít ba ke BH2, BH3 và đầu vuông, đầu sao ha. Đây, cái bộ này thì 600, có hai mũi vít hai đầu luôn anh em. Hai vít hai đầu ha, xài những cho cái máy đầu chân vít dài ha anh em. 600.000, mã số là 4023 nha anh em. 4023 600k ha. Rồi, đây là cái bộ dao gọc giấy có tích hợp mũi vít luôn anh em ơi. Cái này hàng của Mỹ nha anh em. Hàng nhập Mỹ, có mã là 482215505Q. Đây, cái này thì giá khoảng 600 nha anh em. Anh em xem thương lượng em có một bộ duy nhất bán luôn ha anh em. À, 600 anh em xem thử cái giá này hợp lý không anh em. Nếu anh em nào trả giá hợp lý rồi em bán luôn. À, có một bộ duy nhất là bán luôn cho xong ha. Rồi, đây là cây bắn đinh bê tông. Bắn đinh bê tông nha anh em. Bắn đinh bê tông của hãng xài động cơ không chổi than, xài binh phổ thông Makita, và sử dụng bắn đinh bê tông, bắn nẹp điện ha, bắn tường. Rồi, công suất là mã số là DCN90S nha anh em. Đó, sử dụng bắn đinh 19, 22, 25 và 27, 4 cỡ đinh và nút mở nguồn ở phía sau. Anh em xem và tham khảo ha. Đây, đè vô khoảng chừng 2 giây nó sẽ lên đèn.
như vậy là mình đè cái đầu xuống bóp cò là nó sẽ nổ cái bùm hay ha. Đó, bắn rồi, xài pin phổ thông 18V Makita nha anh em, pin phổ thông ha. Này khay đinh á, thì anh em mở ra cũng khá là dễ dàng đó, vì là mình lấy khay đinh ra rồi ha. Bên trong thì nó có cái chốt bắn, nó hình tròn, nó tem niêm phong hàng mới 100% chuẩn chỉ nha anh em. Rồi đó, như vậy rồi, gắn vô thao tác thì gắn vô đè siết lại là ok đó, rất là dễ dàng sử dụng nha anh em.